Chết đi. Về đi. Ở đây đi cái anh. Nhà anh biết rồi mà. Đây nha. Biết rồi. Đang đi vào là đi về vậy? Đang ở đây từ sáng rồi. Đi con về vào cái nhà nhé. Làm chết ông chú ơi.
chai rượu chủ quán đây. Đây chai. Được không chú ơi? Chán đời rồi đấy. Ngồi không ấy? Trả tiền trước đã, tí sợ quên. Xảy nhau. Mấy chục ghế nhỉ? Mấy 40. Chục à? Ông tiếp nhé. Thôi uống đi thôi nhá. Uống đi say không đi được nhá, cũng cảm thấy rồi. Vẫn còn được mà. Hết. Hết chỗ này. Uống đi thôi. Ông cạch chết ông ơi. Nhá. Thôi không có được thì thôi nhé. Thôi chú say không uống nữa. Thôi. Ôi trời ơi, tôi say, say quá thì thôi không muốn. Rất ra ngoài hết rồi. Ôi trời ơi. Ôi chú. Chén nữa. Cho rõ hộ chú ơi. Cả ngày nay tôi ấy rồi.
tiền đấy, chú ơi. Có 10.000 thôi. Được chưa? Được. Chén đây nhé.
đây ăn đi. Ăn đi này. Đây. Ăn đi còn nóng lắm. Đây.